Không biết là Phát có mang một món quà gì tặng cho các bạn không ta? Có chứ, thì cũng có nghe các bạn dặn dò trước đó là khán giả của OK Linh Xe rất là dễ thương. Thì cũng có chung một cái phần quà nhỏ thôi. Đó chính là cái này. OK, bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt. Cái này là một cái món đồ Phát nghĩ nó cũng rất là thiết thực nha. Để mà mình có thể mang nước nè, mang những cái loại thức uống mà các bạn thích, mang đi làm, đi học, đi bất cứ nơi đâu, đi du lịch cũng được. Nhưng mà bây giờ coi chữ ký của để cho nó thiết thực hơn, đúng không? Ký tên luôn. Đúng rồi. Và ai sẽ là nhận được cái này? À, đơn giản thôi. Cái bạn nào mà coi chương trình, yêu thích chương trình, share cái link này và tag 5 tên người bạn thân của mình. Sau 24 tiếng, bạn nào có cái lượt like cao nhất thì là mình sẽ gửi cái quân quà cho các bạn đó. Vậy là vẫn chưa biết tên người này. Vẫn chưa biết tên. Thôi thì coi như gặp nhau là duyên. Thôi. Trời ơi, vài dòng thôi. Em gửi gắm tình cảm của em vô cái món quà này anh. Happy New Year, Happy Birthday gì thôi ông nội ơi. Đây. Đây. Ở đâu có biết người ta nhỏ hơn hay lớn. Chúc mừng bạn. Vị khán giả may mắn. Phát rất khó tâm, viết rất dài dòng mà tôi phát mệt luôn.